Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Lan Phương, chuyên viên ứng dụng tính hiển vi can ZEISS đến từ công ty Thăng Long Instrument. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một model được sử dụng khá phổ biến hiện nay trong dòng kính hiển vi xoay thuận của ZEISS, đó là model axio lắp A1. Nếu xếp theo thứ tự từ thấp lên cao thì axio lắp A1 đứng ở vị trí thứ 2 trong dòng kính hiển vi xoay thuận của ZEISS. Đây là model có chất lượng quang học rất tốt và bền bỉ, tích hợp được nhiều các phương pháp tương phản khác nhau, cũng như có khá nhiều cấu hình để cho các bạn lựa chọn sao cho phù hợp với ứng dụng và mức tiền mà các bạn có. Mâm vật kính của axio lắp A1 có thể gắn được 5 vật kính cùng lúc với nhiều loại vật kính khác nhau. Ngoài ra, nguồn sáng của axio lắp A1 được thiết kế theo kiểu module, có thể dễ dàng thay đổi giữa LED và halogen. Ngoài các phương pháp tương phản cơ bản như trường sáng, trường tối hay phản pha, axio lắp A1 còn có thể thực hiện được các kỹ thuật tương phản khác như kỹ thuật phân cực và hình quang. Bạn có thể tích hợp các kỹ thuật hiển vi này trong cùng một thân kính, cho phép quan sát nhiều loại mẫu vật khác nhau, từ mẫu vi sinh, tế bào, mẫu mô nhuộm, cho đến quan sát tế bào sống hay các mẫu nhuộm hình quang. Ngoài ra, bạn cũng có thể quan sát các mẫu lưỡng chiết như là điện chất hay là tinh thể nhờ vào kỹ thuật phân cực. Ngoài hệ thống ánh sáng truyền qua, axio lắp A1 còn có các cấu hình chuyên dụng cho quan sát các mẫu vật liệu với đường sáng phản xạ, cho phép quan sát các mẫu có chiều cao lên tới 30mm. Các bạn có thể thấy, axio lắp A1 mặc dù có rất nhiều tính năng, nhưng nó được thiết kế khá nhỏ gọn và dễ sử dụng, thích hợp cho các phòng lab nghiên cứu về sinh học, y học, địa chất, vật liệu, cũng như các phòng khám và các trung tâm xét nghiệm. Model này có thể nâng cấp lên cấu hình 3 người cùng quan sát để dùng trong hội chẩn. Nếu các bạn cần thêm thông tin về sản phẩm, hãy truy cập vào website của công ty Thăng Long Instrument. Và đừng quên theo dõi kênh YouTube này của chúng tôi để cập nhật thường xuyên các thông tin về sản phẩm và ứng dụng mới.